Supersướng.vn có những cơ hội quay quà tặng trúng 10.000 con huy, và đặc biệt rằng các bạn sẽ có quay vòng trúng skin SSS, và đặc biệt rằng các bạn sẽ được x200% khi các bạn nạp thẻ vào, và nick được giảm giá 50%. Còn chần chờ gì nữa và không vào shop Supersướng.vn để mua sắm nào. Chai dỗ, chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói tới vị tướng Butterfly. Butterfly thì cũng có xuất hiện trong những đấu trên danh vòng chuyên nghiệp với các bạn. Khi nó được chỉnh sửa ở vài mùa gần lại đây thì Butterfly nó có một lối chơi khác hẳn với ngày xưa. Và theo mình thấy đây là một lối chơi và một vị tướng rất mạnh ở meta hiện tại các bạn nhé. Butterfly trận đấu này thì mình sẽ cầm cho nó là má chú và sẽ lên cho nó phun sát thương và đánh ở rank chiến tướng rank đơn này. Thì để xem sức mạnh Butterfly như nào. Và trước khi chơi Butterfly thì mình muốn nhấn mạnh đến cái nội tài của Butterfly. Bắt buộc chúng ta phải biết đến cái nội tài của nó. Nội tài Butterfly là khi đạt đến 3 điểm hạ gục quân lính hoặc là đến cái chấm màu vàng đấy thì các bạn sẽ được dùng 2 lần 1 chiêu. Thì nôm na năng khi các bạn đấy đạt cái chấm vàng đấy thì các bạn sẽ dùng được 4 chiêu trong 3 combo trong 3 chiêu thức đấy. Thì thường trong combat mình sẽ kích hoạt 2 lần chiêu 3 để tiếp cận thật nhanh hơn. Thì vận dụng vào cái điểm đấy đó là 3 con quái hộ hạ gục thì chúng ta sẽ được cái điểm chấm vàng đấy. Thì để chúng ta đi combat thật cho hợp lý thì nôm na rằng khi tất cả các bạn chuẩn bị vào giao tranh thì chúng ta sẽ để cái nội tài là cái ôm cái nội tài là cái chấm vàng ấy thì chúng ta sẽ đi gánh nó rất là cực kỳ mạnh luôn. Rồi hiện tại bây giờ thì mình bị cướp red các bạn nhé, cướp con bồ đỏ cho nên mình sẽ phải ra mid mình bù vài con. Rồi hiện tại lên level 4 rồi. Khi lên level 4 thì là cái giai đoạn mạnh nhất của Butterfly và mình bắt buộc sẽ đi gánh. Hiện tại mình đang ôm cho mình cái nội tài này thì mình sẽ được dùng 2 lần 1 chiêu thức. Thì tùy thuộc vào tình huống nhưng ưu tiên vẫn là dùng 2 lần chiêu 3 các bạn nhé. Rồi mình sẽ đi xuống đường dưới gánh này. Các bạn hãy nhớ cho mình nhá, ăn 3 con lính thì sẽ được cái nội tài này. Thì vận dụng ví dụ đi gánh đường thì các bạn sẽ đi cho mình con lính. Rồi pha này thì mình sẽ khả năng là mình sẽ dùng chiêu để ghét con rồng. Rồi chiêu 2 nào, 2-1, rồi ok. Rồi ăn ghét con rồng rồi, từ từ đánh nhau. Hiện tại mình chưa có nội tài thì mình chỉ được 1 chiêu thức thôi. Nên từ từ cái phá này vào. À thôi, khoan. Đây có lính này. Mình sẽ vào con lính này, quét 3 con lính này để lấy nội tài này. Rồi, đây ba được nội tài rồi các bạn thấy chưa? 2 lần bay này, 3 lần bay này, từ 4 lần bay này, 5 lần bay này, tiếp rồi 1 tháng con bắt 5 lần bay. Các bạn thấy chưa? Hơn nhau ở cái chỗ chúng ta hiểu được cái nội tài của một vị tướng và hiểu một vị tướng để chúng ta chơi. Nếu gặp cái pha đấy các bạn mà không vận dụng vào cái nội tài của thằng Butterfly khi có 3 con lính ở đường thì các bạn có thể bay được nhiều chiêu 3 như vậy không ạ? Chắc chắn đâu, các bạn sẽ dùng chiêu 3 pha đấy không giết được trong vòng khoảng 5 giây thì các bạn sẽ không được hồi combo, thì các bạn sẽ không thể lan được riêng giao tránh cả. Đấy, cho nên các bạn hãy nhớ rằng vận dụng cái nội tài Butterfly mà chơi các bạn nhé. Rồi, mình lại có tiếp tục nội tải và mình sẽ đi gánh đánh nhau. Gặp thằng Vedet bay vào. Đấy, combo xong bay vào tiếp một phát có một mạng. Easy chưa các bạn, ngon lành chưa? Đấy, khi Butterfly đi gánh bất kể đâu, chỉ cần có nội tải chấm vàng là chúng ta lao lên. Đấy, tiếp. Đấy, các bạn thấy chưa? Là chúng ta sẽ đi gánh. Bởi vì có 2 lần chưa bay thì đến cả ánh của thằng Hay Chết Té cũng không thể thoát khỏi cái tâm kiểm soát của thằng Butterfly, trừ không phải Hay Chết Té đâu. Rồi cái pha này 2 lần chưa bay các bạn ấy. Đấy các bạn. Rồi Hay Chết Té đâu rồi? À thằng này chạy được cả trời. Đấy, hiện tại thì hai team giao tranh nó cực kỳ ok. Mình có 403 và hiện tại cái giao tranh tổng là 86. Thực sự là hiện tại chỉ có mình của sánh thôi, còn team địch thì hầu như là sánh đều. Team mình khả năng có một vài nghệ thuật. Nhưng không sao, mình sẽ cố gắng. Butterfly là một vị tướng mạnh ở đầu giữa và gần cuối game. Còn về hẳn late game thì nó sẽ yếu dần theo thời gian các bạn nhé. À, bay. Ôi giời, tốc biến được không? Rồi, hiện tại còn 503 các bạn nhé. Đấy, các bạn hãy vận dụng khi có nội tài. Hãy nhớ cho mình một điều này. Khi đi gánh, bắt buộc các bạn sẽ phải có nội tài của Butterfly. Thì chúng ta đi gánh, đánh nhau mới hiệu quả. Chứ các bạn không bao giờ được cầm một cái... gọi là không có cái nội tài nào mà các bạn đi đánh nhau như vậy thì coi như là chúng ta... coi như là mất đi một cái mảnh của Butterfly ở đây. Mình bay 2 lần này thì mình nói thật các bạn, cha con thằng nào nó đỡ nổi Butterfly này các bạn. Ở giai đoạn ở phút thứ 4, thứ 5 này mà nó ôm 603 9 mạng
ốm chín màng của tím thế này thì ai đỡ cho nổi các bạn. Rồi, đấy, cực kỳ mảnh nhá. Thì nói chung ở trên những cái đánh chiến tướng này, đi đánh đơn hay đánh đơn lẻ, hay bất kể các bạn chơi đánh thấp nào đi chăng nữa, thì trong clip này mình muốn nhấn mạnh cho các bạn một điều, đó chính là cái nội tại butterfly lái. Các bạn nắm bắt được nội tại butterfly lái thì các bạn chia sẻ rất tốt. Đây, bay được 2 lần các bạn nhé. Đấy, trời ơi, cha có thằng nào đỡ được các bạn. Đấy, và đặc biệt tiếp theo đó là trong con bắt tổng thì butterfly lái sẽ có hai cái giai đoạn quan trọng nhất của nó, đó là nội tại và con bắt tổng. Con bắt tổng thì ra vào giao tranh như nào thì không biết là sẽ có con bắt tổng hay không, thì cái đó thì tí nữa có thì mình sẽ hướng dẫn các bạn. Nhưng hiện tại clip này thì đấy, các bạn nhớ bay lần nào bay 2 lần như vậy thì ai đỡ cho nổi. Đấy, mình lên thêm phút cập kiếm thì đúng là thôi bét lên nghe nó rồi. Đấy thì đấy, vận dụng cái nội tài, hiểu rõ cái nội tài của nó và di chuyển chỉ cần chỗ nào có đánh nhau ở đó bốc tư vân lái thì vào. Cách vào thì đơn giản thôi, nếu tất cả các bạn có cái nội tài của chiêu bái thì ví dụ giao tranh đấu game ấy, bốc tư vân lái có một cái đặc điểm nó khác các thị tưởng ở một cái chỗ ấy, khi nó dùng chiêu bá trong cái thời gian còn hiệu lực ấy thì nó được giảm sát thương các bạn ạ. Nó được giảm sát thương. Tôi nên là để mà hỏi giai đoạn đầu game nhá, gặp 3 thằng vị tưởng đấy. Ôi giời, tôi 3 thằng cái gì? 2 thằng có biết có cân đủ. Mình định chém gió một tiếng em ạ. Mình định chém gió là giai đoạn đầu game gặp 3 thằng thì các bạn cứ bay vào cho mình đi. Nhưng mà không ngờ bay vào mới có 2 thằng mà nó đấm không trượt cái mắt nào. Thôi không phải đâu, do cái file này là mình mình chưa bá vào con quả cái con quái mà mình có biết, mình có ngờ là có 2 thằng ở đó đâu. Đúng các bạn, chứ ví dụ giai đoạn đầu game mình nói thật các bạn nhé, khi các bạn còn nội tại cho phép các bạn bay vào 3 thằng, nhưng cái combo đấy các bạn sẽ phải dồn 1 thằng đấy, bắt buộc trong 3 thằng đấy, ví dụ của Zata hay là Morgana hay là thằng Hayate, thì các bạn sẽ ưu tiên chọn thằng nào là mục tiêu. Chắc chắn mình sẽ dồn combo của mình vào thằng Morgana, mình sẽ giết nó một combo, mình giết nó để hồi combo để giết những thằng khác. Đấy, lý do vì sao anh Cloud lại chọn thằng Morgana, bởi vì như nào, nếu mà mình dùng cái bộ combo của mình vào thằng Zata thì nó sẽ bay, nó sẽ né được và không kết liễu được. Nếu dùng vào thằng Morgana thì nó không bao giờ chạy được, nó chỉ đi bộ thôi các bạn ạ. Và bộ combo mình 2 lần chưa ba thì mình có thể kết liễu được thằng Morgana nhanh. Đấy là cái cách chọn mục tiêu thông minh các bạn nhé. Ôi thật thằng này để kết tiếp các bạn nhé. Đấy, Butterfly hay Quillen, các bạn xem clip vừa rồi thì quan trọng nhất đã là sát thủ, thì chúng ta phải chắc chắn rằng lao vào phải giết được mạng. Thì dư nói thật là anh ơi, em không biết như nào thì em bay vào em cũng còn nội tại đâu, em bay vào em chả biết như nào này, em toàn để mang hình đen xì đấy. Thì em bay vào mà em vừa bay cái thằng Hayate mà em lại đánh cái thằng Morgana thì lấy đâu ra sát thương. Đã nói rồi, Butterfly chỉ nhảy vào thằng nào là giết, đánh ốm thằng là đến chết thế thôi. Cho dù các bạn chết, các bạn cũng phải dồn sát thương thằng đấy. Chứ không, nhiều người có một cái thói quen khi các bạn bay vào đập cái thằng Hayate, nó lại biến chiêu hài phát là các bạn lại thấy thằng Vegas ở bên cạnh là các bạn lại quay qua dồn nó luôn. Thì như vậy cái sát thương mình chia 2-3 thì lấy đâu ra cho mạnh. Đây, cái pha này 1-2 này, 1-3 này. Tiếp tục, ra ta bay đi, bay bay, cho mi bay, tao cho mi bay. Rồi, còn ai nữa, 3 thằng rồi, 1-3 rồi. Còn thằng nào là thằng quý cùng rồi, đây quý đây rồi. Đây, 1-3 nha, từ 1-4 này. Cho hai cái té luôn, bay vào nhảy rồi, nhảy lên. Ôi dồi, gần được mega cứu anh em ơi. Nó mạnh mà mạnh như vậy anh em ạ. Ở phút từ 8 mà 16 mảng các bạn ạ. Cú cương hay đó. À thực sự là mình đang làm clip thì mình không tiện chat các bạn, anh em thông cảm nhá. Chứ không được cái thằng cường lào này mày cứ nghỉ mày sách một tí mày kiếu vì chúng ta không phải đâu. Cái quy tắc của mình là khi mình làm clip thì mình sẽ là rất nghiêm túc và không có chat hay không chém gió gì. Còn khi mà mình gọi là mà chơi linh tinh thì mình chém gió ác lắm, thậm chí là mình rất là trẻ trâu các bạn. Các bạn có biết không, mình kiểu nhiều lúc mình cũng lấy những cái nick mà kiểu không phải tên mình ấy, mình vào mình vẫn kiểu trẻ trâu, mình vẫn ca khìa gọi là các khi ở trêu trêu rất là vui. Nhưng mà kiểu là khi mà đang làm clip thì mình sẽ hoàn toàn nghiêm túc và không thể là nói chuyện được các bạn nhé, cho nên là thông cảm, không phải là do cơn lao là kiếu xá gì đâu các bạn nhé, thông cảm như mình. Đấy thì chốt là clip này hiện tại thì sẽ không có bắt tổng, nhưng mình chỉ muốn nói với các bạn thứ nhất là phải hiểu được có nội tài của Butterfly, làm sao để lấy nội tài. Các bạn tham lịch thì sẽ có nội tài, và khi có cái nội tài cần vàng
thì các bạn sẽ đi gánh giao tánh đấy. Và khi giao tánh rồi thì chúng ta sẽ chọn mục tiêu ốm thằng nào, ốm đến chết, đập thằng nào, đập một thằng, chứ không được đập một thằng này xong lên không được nhìn em đau xong lẻ qua em lán, mà lẻ em lán quá xong được lên nhìn qua em lính thì không được các bạn nhé. Phải chọn đúng một mục tiêu, em đau là em đau, mà em lính là em lính đấy. Cho nên là hy vọng clip này xin chúc các bạn chơi Butterfly thật tốt, và hy vọng sẽ có một clip sắp tới mình sẽ hướng dẫn Butterfly trong combat tổng late game sẽ chơi như thế nào. Và clip này đã kết thúc rồi, và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn, và tất cả các bạn ấy mà yêu, bye bye.